Mới nghe nè, tụi bay chơi lớn xíu nữa được không? Chơi nhỏ nhỏ như vậy mất thời gian quá. Mày chơi được bao nhiêu? 500 triệu gì đi, 100-200 ngàn, nản lắm. Thích thì tụi tao chiều, nhưng mà chỗ này chơi á, thua là phải chung, không có chơi thiếu. Thằng này chưa biết thiếu tiền của ai bao giờ. Vào trong hang á, thì mới biết trong hang có quỷ. Để rồi xem. Ê, sáng giờ chị có thấy chồng em ở quán cà phê nào không? Chồng mày có bao giờ đi cà phê đâu mà hỏi. Vậy ông đi đâu ta? Đánh bài rồi. Cái gì? Ông làm gì mà bài bạc? Thôi, mày chung giường với nó, nhưng mà chưa chắc hiểu tính nó đâu nha. Tao đi bán vé số nguyên cái xóm này, thằng nào sao tao biết hết. Vậy chị biết anh bài bạc ở đâu không? Bên kho của thằng Thắng á. Dạ, em cảm ơn chị. Ê, Tam Nốt, chạy đây. Chính Nốt, 30 triệu. Từ từ đi, cho tao gửi giấy khác đi. Chia tòa, chia bài, chia bài. Gỡ cái gì? Đưa 30 triệu dưới đi rồi gỡ. Vậy tao thiếu được không? Nè, hồi nãy chính mày nói chơi không được thiếu mà. 30 triệu đi. Nè Quý, mày từ nơi khác tới, nể mặt tao chút đi. Ở đâu cũng vậy, nói với tao chơi là phải đẹp. Đất này là đất của tao, xấu đẹp gì tới lượt mày lên tiếng hả? Anh ơi, anh có thấy anh Cảnh chồng em ở trong đó không anh? Dạ, em cảm ơn anh. Thằng nhóc. Ê, cái gì vậy? Ây da, đau quá. Ây da. Ây da. Anh có bị sao không? Ây da. Thằng chó nó đánh anh. Ây da.
Ây da, đỡ vậy coi. Ây da. Chị nói là chị đã nhìn thấy người này đi ra từ nhà kho. Đúng vậy. Tôi hình chụp từ camera hơi mờ mờ, nhưng mà nhìn màu áo với vóc dáng, chính là anh ta. Anh và anh ta có quen biết nhau không? Không, tụi tôi chỉ mới chơi bài với nhau 3 hôm nay thôi à. Vì cả ba người đều thua. Đúng vậy. Anh và hắn ta có quan hệ như thế nào? Hắn ta mò đến rồi xin tham gia. Anh và hắn ta không quen biết nhưng vẫn cho chơi cùng. Chúng tôi thiếu người với có tiền nên tôi cho nó chơi. Chúng tôi sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Mời anh xem lại lời khai và ký tên. Mời anh ký tên. Tiền mừng cưới còn được có nhiêu đó mà anh đem đổ sông đổ biển hết rồi. Thì tại tôi tính kiếm thêm chút ít, dắt bà đi du lịch thôi. Muốn kiếm tiền thì anh đi kiếm việc mà làm, dúi đầu vào sòng bài chỉ có mạt thôi. Thôi thôi thôi, tại xui thôi. Mà thằng cha đó là ai vậy? Không lẽ ba ông mà bị ông đánh te tua vậy? Thằng đó nó nhanh lắm, tôi tính giờ ta đánh nó. Nó đánh cái nào là chắc cái đó. Ây da, trời ơi. Dạ, chào rồi, em biết rồi. Dạ, chào anh. Thắng đã bị di lý về cho công an quận, còn các đối tượng khác thì đã bị xử lý hành chính. Hình ảnh camera ở đây chụp không rõ nên khó xác định hắn ta có phải là đối tượng mà công an Đồng Tháp đang truy nã hay không. Hắn ta rất là cẩn trọng, lúc nào cũng trùng kín người. Có lẽ hắn ta đã biết mình đang bị công an theo dõi. Nè anh kia. Mất dấu hắn ta rồi. Anh với em vào đây tìm thử. Đi. Dễ gì bắt được tao. Ở đây hết đất sống rồi. Đứng ra. Anh vừa xem hồ sơ lưu, một số nhận dạng trùng khớp với đối tượng bị truy nã vì tội cướp giật và đâm chết một hiệp sĩ lúc người này đuổi bắt y. À, em có nhớ vụ này.
Hung thủ đâm chết hiệp sĩ chỉ bằng một cú, trúng vào động mạch chủ nên nạn nhân chết ngay. Cộng đồng mạng rất quan tâm vụ án này. Những người biết hung thủ đều nói hắn rất giỏi võ. Cho nên linh cảm của anh, Quý chính là hung thủ. Anh nghĩ là vậy. Nhưng hắn ta biết chúng ta nghi ngờ nên rất là cảnh giác. Alo. Nè, anh đi đâu vậy? Em mới hỏi được chỗ làm cho anh rồi nè. Tôi đi kiếm thằng chó đó để đòi lại tiền mới được. Giờ nghĩ lại á, nó mà không ăn gian làm sao gián nào cũng thắng được. Trời ơi, anh bị điên hả? Cờ bạc mà đòi tiền cái gì? Rồi anh nhắm đánh lại người ta không? Alo, alo. Chó, trả tiền cho tao. Mày chơi bài bẹp đúng không? Tao không nói chuyện với mày. Tao đang có chuyện gấp, tránh ra. Thằng chó, tiền ba hôm trước 30 triệu, trả đi. Gì? Dám đánh với tao hả? Ai? Mấy thằng nhóc tụi bay. Chồng tôi đâu? Lần trước anh đánh chồng tôi, rồi bây giờ lại còn đánh ảnh ngất xỉu trong đó. Mua nước hoa thì rẻ tiền, nhưng anh rất thích. Buông ra, ở đuối. Em, anh chồng em nó yếu lắm. Anh mà không bị công an truy nã, anh lấy em làm vợ đó. Đi thôi mày ơi, không có thời gian đâu. Ủa nhỏ này mày? Vợ của mày nhóc đánh bài chồng đó. Nó có chồng mà ba, tao bỏ đi ba. Đi. Có chồng rồi sao? Nhưng mà tao thích. Bác sĩ nói chồng tôi bị mất khả năng làm việc, có thể để lại di chứng khá nặng. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nếu chồng của chị đã biết chỗ ở của đối tượng kia thì nên đi trình báo cho cơ quan công an, chứ không nên một mình đi trả thù như vậy. Mà hắn ta nói đang bị công an truy nã, có phải vậy không cán bộ? Chúng tôi tình nghi hắn ta chính là đối tượng cướp giật và giết người đang bị cơ quan công an truy nã. Nếu đúng là người này thì chồng chị rất là may mắn khi còn giữ được tính mạng. Tốt nhất là chị nên trình báo cho chúng tôi biết nếu chị biết hay gặp hắn ta ở đâu.
Không biết tại sao ha, càng nhìn càng thích con bé này, mặc dù nó đã có chồng. Nước hoa thì rẻ tiền nhưng anh rất thích. Buông ra rồi thôi. Em, chồng em nó yếu lắm, anh mà không bị công an truy nã anh lấy em làm vợ đó. Anh sẽ gặp lại em ngày gần nhất. Đồ em anh để trên giường đó nha, anh đi tái khám á. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Anh đã tập hợp hết tất cả các camera xung quanh. Chúng ta cần thời gian để rà soát. Ok, em sẽ cử thêm anh em để điều tra thêm. Có rồi anh, em đã trích xuất camera nhà cảnh và thấy đối tượng xuất hiện tại đây. Vì sao? Anh nhìn đi, đối tượng chỉ đến khi cảnh đi ra ngoài và trong nhà chỉ có một mình chị My. Chẳng lẽ yêu đơn phương? Cũng có khả năng là vậy. Chưa hết, đối tượng còn nhiều lần đi theo vợ của cảnh nữa. Nên cảnh giác, anh nghĩ hắn ta muốn gì đó ở cô My. Chúng ta đã xác định được đối tượng, bây giờ cần điều động thêm lực lượng để nhận diện và xác minh nơi lẩn trốn của y. Chúng ta nên theo sát gia đình anh Cảnh để đề phòng người này có ý đồ xấu. Dạ alo. Alo, tôi bên công ty tuyển dụng. Chị có đăng ký tuyển dụng đúng không? Dạ đúng rồi, mà mình làm cái gì, chỗ làm của mình ở đâu anh?
kế toán bên công ty mũ cao su. Dạ, dạ anh cho em địa chỉ nha, em sẽ tới phỏng vấn. Được. Chồng đang bệnh mà chị My lại một mình đi xa như vậy. Cứ theo dõi xem sao. Nhà nó hết vậy trời. Sao gọi không nghe máy ta? Mình bị lộ rồi. Có khi mình phải đi gặp chị My thôi. Chị My. Sao? Tôi đang bị người này để ý. Chị cứ bình tĩnh, không có gì là không thể. Chúng tôi đã nhận định hôm trước chị đến Bình Phước là do người này đã gài bẫy dụ chị. Phải rồi, họ gọi tôi đến để phỏng vấn việc làm. Chúng tôi đã xác minh số điện thoại gọi cho chị là từ một sim rác. Chưa hết, mối đe dọa khó có khả năng dừng lại khi chưa đạt được mục đích. Chồng tôi thường xuyên vắng nhà, đi tập vật lý trị liệu. Bây giờ tôi phải làm sao đây cán bộ? Quý, sao tao thuê khách sạn nhà mày không chịu ở? Mày cũng gan nha. Ở đây không có khóa cửa gì hết, tụi dân phòng ập vô rồi mày chạy đâu? Ở đây lấy que không có người. Nếu mà có thì có bà hẹn đi dứt cá rồi. Mày sợ cái gì? Tao đã tìm được việc làm và chuẩn bị hồ sơ giả cho mày rồi. Mai mày đi đi. Mày cứ đi trước đi. Tao còn số việc phải làm. Lập xong tôi lên, mày cho tao địa chỉ. Tùy mày. Lần này lên Tây Nguyên trốn cho nó an toàn. Trên đó công nghệ kém phát triển, ít ai để ý. Tao không có sợ ai để ý đâu. Hình sự chí tao có tháng nay, có nào bắt được tao đâu mà mày lo. Mày đừng có ý ý. Mà tao cảnh báo mày, mày đừng có mám con nhỏ đó quá. Nó là gái đã có chồng rồi. Có chồng? Có chồng có sao đâu. Tao cũng thích mà mày biết tắm tao mà. Mày bớt lo rồi đi. Được rồi, hồ sơ này cứ để đó. Tao coi sao. Ok.
gì vậy trời? Xuống xe. Hùng Sì Bo, mời anh theo chúng tôi về cơ quan công an để hợp tác điều tra về tội che giấu tội phạm và tàn trữ ma túy. Cái này đâu phải của tôi đâu. Ngày 18 tháng 8 vào lúc 15:20, anh đã gặp Quý và chở anh ta đi đâu? Ngày đó giờ đó tôi chạy xe ôm. Còn Quý là ai tôi không biết. Camera an ninh đã ghi hình rất rõ anh chở Quý. Địa phương cũng đã xác nhận anh và Quý từng bị bắt vì tội chơi ma túy. Các bộ, anh đang áp đặt tôi đó. Người ta là khách, người ta có trả tiền cho tôi đàng hoàng. Anh nhìn cho kỹ, anh và anh ta nói chuyện rất là thân mật. Thì người ta hỏi đường, tôi trả lời thôi. Chúng tôi đã bắt anh rồi, thì đừng có ngoan cố, không tốt cho anh đâu. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Vận chuyển và tàn trữ một lượng lớn ma túy tại nhà. Vợ anh cũng đã xác nhận là của anh rồi. Thêm tội che giấu cho Quý nữa. Án này anh đi khá lâu đó. Bây giờ tôi thèm cà phê quá. Cho tôi ly cà phê được không? Ừ. Tôi với anh ta rất là thân nhau. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau. Lại chậm mất rồi. Anh nghe. Có tín hiệu điện thoại của My. Chị ta đang gặp nguy hiểm. Chuyển hướng thôi. Chúng ta sắp bắt được đối tượng rồi. Vậy thả tôi ra. Em nghĩ sao vậy? Khó khăn lắm mới bắt được em. Thả em ra hả? Là đàn ông, đừng có hèn hạ với phụ nữ như vậy. Hey.
Anh là tội phạm, không biết sẽ bị bắt lúc nào. Đối với anh, không có gì là hèn hạ hết. Hiểu chưa? Tôi là phụ nữ đã có chồng, anh là đàn ông. Tôi hiểu là anh muốn gì nhất trong lúc này. Giỏi lắm. Nếu muốn quan hệ, anh phải làm sao cho tôi thấy thoải mái nhất. Anh chối tôi như vậy cũng gây bất lợi cho anh. Dù gì ở đây cũng chỉ có tôi với anh. Anh thích những người con gái cá tính như vậy. Lần này anh không thể trốn được nữa rồi. Thằng chó, mày nghĩ là tao nằm im để cho mày hiếp hả? Thua thì chung thôi. Đó là điều hiển nhiên. Chúng tôi đã xác minh số điện thoại gọi cho chị là từ một sim rác. Mối đe dọa khó có khả năng dừng lại khi chưa đạt được mục đích. Chồng tôi thường xuyên vắng nhà, đi tập vật lý trị liệu. Bây giờ tôi phải làm sao đây cán bộ? Chị cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi sẽ cài một phần mềm vô điện thoại của chị. Nếu chị gặp nguy hiểm, cứ ấn vào đó. Nó sẽ lập tức gửi định vị của chị đến cho chúng tôi. Nếu chị gặp nguy hiểm gì, thì chị phải thật bình tĩnh và xử lý một cách thông minh nhất. Anh nghe. Có tín hiệu điện thoại của My. Chị ta đang gặp nguy hiểm. Chuyển hướng thôi. Chúng ta sắp bắt được đối tượng rồi. Chị gặp tốt lắm. Chúng ta đi.
từng có tiền án tiền sự vì tội mua bán sử dụng chất ma túy. Khi vừa mãn hạn tù, y không hề tu chí làm ăn mà tiếp tục trộm cướp. Trong lần bị truy đuổi, đối tượng đã dùng dao đâm chết một hiệp sĩ khi người này đang cùng quần chúng nhân dân bắt đối tượng. Biết tội ác của mình chắc chắn sẽ bị lực lượng công an điều tra, y nhanh chóng bỏ trốn nhiều nơi nhờ sự trợ giúp từ một người bạn. Trong thời gian bỏ trốn và để có tiền mưu sinh, y chuyên lân la đến những tụ điểm đỏ đen để giở trò bịp bợm với các con bạc. Khi có mâu thuẫn, người đàn ông này dùng một chút võ nghệ chống trả lại đối thủ. Qua công tác truy vết cũng như thu thập dữ liệu từ các camera an ninh, các trinh sát phát hiện y có biểu hiện khác lạ với một nữ công nhân. Ngay lập tức, lực lượng lên kế hoạch truy bắt, buộc kẻ sát nhân phải chịu tội trước pháp luật.